Chào mọi người nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cái cách BT đánh theo chủ BT nha. Cái này thì mình để tiện mình đi đánh bot rồi hay là thế giới lãng quên tiện hơn rất nhiều. Cái này mình chỉnh lại tọa độ cho nó nhỏ lại xíu 20. Cái này là mình phải bật vô chỗ người chơi khác, xong rồi mình bấm ở trên tấn công quái vật sử dụng bán kính huấn luyện đó. Mình bật hết mấy con mà mình cho đi theo. Bật hết rồi, bây giờ mình bấm dừng boss lại. Rồi mình bắt đầu cho đi theo. Mình copy là cái tên mình muốn, nhân vật muốn cho đi theo. Bây giờ chưa đi theo nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình cho nó đi theo nè. Đó, bắt đầu đi theo. Đó, nó sẽ đi theo cái con mà mình muốn. Đó, trong vòng bán kính là khoảng 20 là nó sẽ đánh tất cả các quái vật xung quanh đó. Đó, nó tự sẹt tới nó đánh luôn, mình không cần phải chỉ đâu. Đó, bởi bán kính 20 mình đi tới đâu nó đi theo tới đó, đánh tất cả các quái xung quanh đó. Này mình đi săn boss hay là thế giới lần quên đó, mình đánh đây rất dễ, chạy đánh hết mấy con quái. Nó chỉ trong vòng bán kính 20 thôi nha, mình chỉnh to ra thì nó chạy lung tung á. Con khổng lồ này bị dính rồi. Đi đâu nó đi theo đó hết. Chứ mình chỉnh bán kính to cũng được mà nó khó đánh lắm. Giờ mình tắt cái tấn công quái vật là nó sẽ đi theo thôi, không có đánh. Đó. Nên theo và nó boost mấy cái chiêu boost của bản thân nó. Đó. Đi theo hết, không đánh gì hết. Đi theo sát đít luôn à. Này giống như tool á, mà nó không có đánh người được, chỉ đánh quái được thôi. Đó. Bật lại tự đánh tiếp. Bật hết là nó tự đánh luôn. Nó đánh là cái này nó có thể tự động bút nê xuân, tự động bơ hết nha. Nó không cần mình phải ấy, tự do mình chỉnh thôi. Mình chỉnh có bơ là nó bơ, có nê xuân là nó bật, là tự cái nó bật. Không mình chỉnh lại. Bây giờ mình bấm bỏ theo dõi nè. Không đi theo nữa. Mình sẽ dừng đánh luôn. Đó. Dừng đi theo. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Bấm đi theo lại, chạy lại tiếp. Ok ha, nó cũng đơn giản. Theo nó chạy vòng theo đít sát chân luôn, không nó đi theo cái vòng tròn mình chuột mình á, mình bấm chứ không phải là đi theo nhân vật đâu. Đó. Bấm tới đâu là đi tới đó. Đánh con khổng lồ. Rồi thôi chắc mình tới đây, giờ mình cho nó gì lại bãi nó đánh. Mình dừng chơi theo cho nó về bãi. Mình nhập tọa độ là nó tự về bãi. Theo đó mình có lưu mấy cái tọa độ ở bãi, copy lại xong mình bát vô. Bát tọa độ vô. Bật boss.
Từ chạy tới. À, từ chạy tới tàu đó đó. À, từ đánh luôn. À, mình đặt bán kính lại 40 để nó trên thoải mái. Thôi mình kết thúc video tại đây nha.